vui thùng dòng Work Mobile Workstation của Dell nhé. Con này giới thiệu lại, con này là Dell Precision 7520, hàng này là hàng CTO, customize order trực tiếp từ Dell.com. Hàng CTO trực tiếp từ Dell.com, của hàng nguyên niêm phong nhé. Máy mới 100% bảo hành 3 năm tại Mỹ và 12 tháng đến Hà Nội lắp, bên này Hà Nội lắp nhập về này, tem nhập khẩu. Số sơ vi tắc của con này để check được ngày xuất xứ, check được ngày xuất xưởng và xuất xứ của máy. Con này là 8SRG3Z2. Đấy, đề chữ US đây này, US là Mỹ này. Máy hoàn 15 ngày, đếm độ cứng là 1 đổi 1 và 12 tháng. Cái con này mà lên ra kiểu mức cao hơn chắc là không được nhỉ, nó theo cấu hình cũ. Cái này thì khoảng hãng nó cho cấu hình cao hơn được cái gì? Thế là cái RAM nó RAM thoải mái mà. RAM biết là lên nhưng mà nó có boot, nó có 2400, cái này 2400. Bớt không, bớt còn nó là 266, nó ra 66. Nó vẫn là cắm vào vẫn 266. 266. Cái bớt cao nhất đấy. 266. Cái này một số dòng nó cho thêm cái này, cái này không dùng ở Việt Nam, cái này là khe che nóc. Nó ghi ở trên đấy thế thôi, nhưng mà cái RAM nó cắm, nó ghi nó nhận ở BIOS nó 2.4 nhưng mà cắm vào xung máy thì vẫn 2.4. Thì không phải kiểm tra qua cái mua hàng mới thì chỉ cần kiểm tra mấy cái cảm giác chưa để bật là cắm nguồn thường thường nó xả hết. Đây con này cái cổng Thunderbolt so với cả 7510, thêm cái cổng Thunderbolt này, cái này HDMI này, mini DisplayPort này, USB Express card này, này là có cái SD này và headphone này, và 3 USB mới 100%, có carbon, đài thép không gì, ngay phương 4 đẹp rồi, cùng dành thì thôi, xin cảm ơn.